Xin chào các bạn, tôi là Thạc sĩ luật sư Đỗ Đăng Khoa. Hôm nay rất vui được chia sẻ với các bạn là cha mẹ mà cho đất, cho nhà, cho con thì cần những cái điều lưu ý gì. Vâng, thời gian qua thì tôi nhận được rất là nhiều các cái câu hỏi thông qua bình luận rồi là trực tiếp. Đó là cha mẹ mà cho con nhà đất thì nên để lại theo hình thức là thừa kế hay là tặng cho. Rồi cha mẹ mà cho con đất thì có cần phải có chữ ký của tất cả những cái người con trong gia đình không? Thủ tục tặng cho nhà đất cho con thì như thế nào? Rồi là tặng cho đất cho con thì có phải mất tiền không? Phải nộp những cái thuế lệ phí gì? Rồi thậm chí còn có câu hỏi là đã cho con nhà đất rồi thì bây giờ có đòi lại được không? Rồi tóm lại là rất là nhiều câu hỏi, và ngày hôm nay thì tôi sẽ giải đáp cho các bạn thấu tình đạt lý. Vâng, ngoài ra thì ở cuối chương trình như thường lệ thì tôi sẽ chia sẻ và trả lời một số những cái câu hỏi cho các bạn về pháp lý nhà đất nói chung. Vâng, thì bây giờ đi vào cái câu hỏi đầu tiên mà tôi nghĩ là rất quan trọng và cũng rất là hay, bởi vì trên thực tế thì thời gian qua thì tôi cũng tư vấn cho rất là nhiều người và cũng giải quyết tranh chấp cho nhiều người, nhưng mà không hiểu rõ về cái chỗ này. Đó là cho con nhà đất thì nên để lại theo hình thức là thừa kế hay là tặng cho. Thì để mà biết được là nên sử dụng cái hình thức nào thì đầu tiên chúng ta phải hiểu cái bản chất pháp lý của để lại thừa kế và tặng cho, thì nó có cái giống nhau và có khác nhau cái điều gì. Vâng, thì theo quy định của Bộ Luật Dân sự Điều 611 thì có quy định như sau. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Điều 614 thì quy định là thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế thì kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có quyền và nghĩa vụ tài sản do người chết để lại. Thì đó là quy định pháp luật về thừa kế tài sản nói chung, thì trong đó có nhà đất theo quy định của Bộ Luật Dân sự. Thì với cái quy định này, nói một cách dễ hiểu thì nếu để lại, bố mẹ để lại nhà đất cho con theo hình thức là thừa kế thì cái quyền sở hữu nhà đất đó chỉ chuyển giao cho các con khi mà bố mẹ chết. Đấy, nói tóm lại là khi nào bố mẹ chết thì tài sản nhà đất của bố mẹ lúc đấy mới chuyển giao cho con cái. Còn cái lúc mà bố mẹ còn sống thì cho dù là bố mẹ có lập di chúc cho con cái nhà hoặc là quyền sử dụng đất thì lúc đó cái tài sản đó khi mà bố mẹ còn sống thì nó vẫn thuộc cái quyền sở hữu, quyền sử dụng của bố mẹ, chứ chưa chuyển giao cho con. Tóm lại là nếu để lại thừa kế thì nói một cách dân gian là bao giờ tao chết thì chúng mày mới được hưởng. Đó, thì đấy là cái bản chất của cái việc mà cho con nhà đất theo cái hình thức là để lại thừa kế. Còn đối với cả hình thức tặng cho nhà hoặc là quyền sử dụng đất thì luật đất đai tại điều 95 quy định như sau. Đăng ký đất đai, nhà ở, tài sản gắn liền với đất thì là bắt buộc người sử dụng đất phải đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Và việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thì có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính. Như vậy thì đối với cả hình thức tặng cho nhà đất thì sau khi bố mẹ ký kết cái hợp đồng tặng cho và người con đi đăng ký đất đai đối với cái thửa đất hay là cái căn nhà đó, thì tại cái thời điểm mà người con đăng ký, đăng bộ ấy, hay nói hiểu một cách đơn giản là đăng bộ sang tên, thì nhà đất nó đã thuộc cái quyền sở hữu sử dụng của con rồi. Đó, như vậy thì nếu mà hình thức tặng cho thì cứ tặng cho xong, đăng ký xong, sang tên cho con xong thì coi như là bố mẹ hết quyền. Đấy, cho dù là bố mẹ còn sống thì lúc này nhà đất nó cũng thuộc về con rồi. Và đương nhiên rồi, ở phần trước thì có một cái câu hỏi là bố mẹ tặng cho con rồi, nhà đất rồi thì có đòi lại được không?
thì tôi khẳng định với các bạn là về pháp lý là không đòi lại được. Bởi vì về pháp lý khi mà đã tặng ký hợp đồng tặng cho, đã đăng ký sang tên con thì nó là của nó. Đấy, cho nên là trên thực tế thì đã có những cái gia đình, tôi đã từng có khách hàng mà tới cầu cứu, kêu than với tôi rằng là tôi có nói là tôi có căn nhà này thì tôi sống thì tôi ở, và tôi chết thì tôi cho chúng nó. Thế mà không biết tại sao thì nó dẫn tôi ra, nó bảo tôi là ký vào giấy tờ, thì tôi cũng ký vào giấy tờ, rồi cuối cùng nó sang tên sổ đỏ cho nó, rồi bây giờ nó đi nó làm ăn, rồi nó cầm cố ngân hàng, bây giờ nó không trả được nợ, và ngân hàng người ta tới người ta phát mại cái nhà, mà tôi chỉ có một cái nhà duy nhất thôi, bây giờ tôi không còn cái chỗ nào ở nữa, thì bây giờ làm thế nào, thì luật sư có tư vấn cho tôi làm thế nào mà đòi lại được cái nhà không, chứ tôi thì tôi ý định của tôi là chết thì tôi mới cho, chứ tôi có một cái nhà thì sống thì tôi phải ở chứ. Chứ bây giờ nó bảo là bây giờ ngân hàng tịch thu thì phải đi ở nhà trọ, nhà thuê, thì đời tôi già rồi thế này mà bây giờ đi ở nhà trọ, nhà thuê có mười mấy mét vuông thì sao mà tôi chịu nổi. Đấy, thì với cái trường hợp như thế thì thật sự là luật sư cũng bó tay luôn. Đấy, bởi vì nhà đất đã tặng cho, đã sang tên cho con rồi. Bây giờ nó vay vốn ngân hàng, nó lại ký hợp đồng thế chấp rồi. Thì nó không trả được nợ, thì hợp đồng thế chấp rồi, thì ngân hàng người ta có quyền, người ta phát mại, người ta tịch thu cái nhà đất đấy. Thế thì đó là cái trường hợp mà thực tế mà khách hàng của tôi thì đã phải coi như là ra đường, vì là chỉ có mỗi một căn nhà mà chả hiểu là nói là cho nó là chết thì mới cho, mà nó bảo ký giấy tờ thì cuối cùng là đến lúc là mất nhà, mất đất. Đấy, thế thì trong trường hợp này thì giả sử như là ông bố bà mẹ đó nếu mà ký cái di chúc thôi, đấy, ký di chúc thôi, lập di chúc là chết mới cho con, thì đương nhiên là nó không phải là nhà đất của nó, và lúc đó thì đương nhiên nó không thể thế chấp ngân hàng được, đúng không ạ? Và như vậy thì là an toàn, đúng vậy. Như vậy thì qua cái phần này thì các bạn hiểu rõ được một cái mấu chốt, điểm mấu chốt khác biệt giữa cho theo hình thức là để lại thừa kế, thì chỉ khi nào chết thì nó mới chuyển giao cái quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà đất. Còn nếu mà ký hợp đồng tặng cho thì sau khi ký hợp đồng tặng cho, nó làm thủ tục, đó là nhà đất đã chuyển sang nó rồi. Thì đấy là một cái kinh nghiệm và cái pháp lý mà mọi người cần hiểu. Đấy, như vậy thì cũng tùy từng gia đình, đúng không ạ? Tùy từng hoàn cảnh mà chúng ta xác định xem là nên để lại di chúc, để lại thừa kế theo pháp luật hay là tặng cho luôn, đúng không ạ? Ví dụ như là theo tôi thì nếu mà nhiều nhà đất thì có thể là cho mỗi đứa một cái lúc còn sống, còn mình giữ lại một hai cái nhà, một hai mảnh đất để mình dưỡng già, đúng không ạ? Còn nếu mà có một căn nhà duy nhất thì nên để lại di chúc thôi, cho theo kiểu di chúc thừa kế thôi, chứ đừng tặng cho mà lại giống như cái trường hợp khách hàng của tôi. Vâng, thì cái phần này các bạn đã hiểu chưa ạ? Nếu mà bạn nào thấy hiểu, thấy hay thì vui lòng để lại bình luận để cho tôi được biết. Vâng, xin chào Mai Thị Anh. Mai Thị Anh cũng là gương mặt thân quen. Nguyễn Thế Ngữ. Xin chào Nguyễn Thế Ngữ. Cũng là gương mặt thân quen. Vâng, thì bạn Phạm Lợi thì cũng đã đặt câu hỏi rồi. Bạn nào có câu hỏi thì cứ đặt câu hỏi, tí nữa tôi sẽ ưu tiên trả lời cho những bạn đặt câu hỏi trước. Những bạn đặt câu hỏi sau thì nhiều khi là hết giờ thì tôi không trả lời được. Vâng, thì tiếp theo thì vâng, chào bạn Vũ Đình Hợp. Vũ Đình Hợp chắc là bạn mới, hôm nay mới tham gia. Vâng, tôi tiếp tục nhé. Rồi,
Vâng, thì đó là cái phần thứ nhất, thì chúng ta đã phân biệt được thế nào là cho con nhà đất theo cái hình thức để lại thừa kế và cho con nhà đất theo hình thức tặng cho, và bản chất pháp lý của hai trường hợp này là khác nhau. Bây giờ thì chúng ta đi tiếp sang cái nội dung thứ hai, đó là điều kiện được gọi là tặng cho thì nó cũng phải có điều kiện, hay nói cách khác là điều kiện để thực hiện cái việc mà tặng cho nhà đất cho con. Thì cái điều kiện đầu tiên theo điều 188 luật đất đai, thì khi mà bố mẹ mà muốn tặng cho con nhà đất thì cũng phải đáp ứng cái điều kiện sau. Thứ nhất, số 1, đó là phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, hay là gọi tắt dân gian cho nó dễ hiểu, đó là phải có sổ đỏ. Đấy, muốn thực hiện được thủ tục tặng cho thì đầu tiên là phải có sổ đỏ. Và kèm theo các cái điều kiện phụ khác, đó là thứ hai, đó là đất không có tranh chấp, kiện tụng gì. Thứ ba, đó là không phải gọi là không thuộc cái diện mà đã có quyết định thi hành án. Thứ tư, đó là còn thời hạn sử dụng đất. Đấy, thì với bốn cái điều kiện này thì mới thực hiện được cái thủ tục tặng cho. Thì có hai cái điều kiện quan trọng, đó là thứ nhất là phải có sổ đỏ, thứ hai là phải kiểm tra sổ đỏ xem ở trong sổ đỏ là còn thời hạn sử dụng đất không. Đấy, đặc biệt là đối với cả đất nông nghiệp nói chung, bao gồm đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, hay là đất nuôi trồng thủy sản, hay là đất vườn, rồi đất rừng sản xuất nói chung, thì tất cả những cái loại đất nông nghiệp đó thì nó đều có thời hạn sử dụng đất được ghi trong sổ đỏ. Cho nên là các bạn trước khi mà muốn tặng cho thì nên là phải mang cái sổ đỏ ra kiểm tra xem. Đấy, nó còn thời hạn sử dụng đất không. Có rất nhiều người thì có sổ đỏ nhưng mà cất ở trong két được 20-30 năm thì không có xem. Đấy, cất rất là kỹ đúng không ạ? Vì sổ đỏ nó rất là quý. Đấy, nhưng mà đến lúc lôi ra thì nó hết thời hạn sử dụng rồi. Đấy, thì trong trường hợp này mà muốn thực hiện thủ tục tặng cho thì phải đi làm cái thủ tục là đăng ký gọi là gia hạn cái thời hạn sử dụng đất. Thì rất nhiều người là được cấp sổ từ những cái năm 90 mà 20 năm thì bây giờ hết thời hạn rồi, hoặc là thậm chí năm 2000 thì mà cấp đến bây giờ có khi cấp 20 năm là hết thời hạn rồi. Đấy, thì phải kiểm tra lại sổ đỏ. Đó, thì đặc biệt là đối với đất nông nghiệp thì rất là nhiều người bị vướng cái chỗ này. Còn đối với đất ở thì thời hạn sử dụng lâu dài rồi, cho nên là yên tâm là lúc nào cũng còn thời hạn hết. Rồi, đối với cả điều kiện gọi là nhận tặng cho của con thì nói chung thì đối với nhận thì nó rất là dễ đúng không ạ? Thì hầu như là ai cũng nhận được hết. Thế, tuy nhiên thì điều 191 thì luật đất đai có quy định là những trường hợp không nhận, không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất thì có quy định như sau. Hộ gia đình cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa. Có nghĩa là gì? Riêng đối với đất mà đất trồng lúa thì giả sử như là ông bà A mà có hai người con, một người là ở quê làm nông dân, còn một người thì làm cán bộ công chức ra thành phố làm việc. Thì trong trường hợp này ông A và B nếu muốn tặng cho đất cho con thì phải tặng cho cái thằng con mà nó đang làm nông nghiệp ở nhà thì mới được nhận cái đất gọi là đất lúa. Đấy, còn cái đứa mà làm cán bộ công chức mà ở thành phố ấy, thì không đủ cái điều kiện là trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp, thì bố mẹ có muốn cho cái thằng cán bộ ở ngoài thành phố đất trồng lúa cũng không cho được. Đấy, vì không đủ điều kiện để nhận chuyển nhượng. Đấy, thì cái này là luật cũng quy định. Đấy, cho nên là riêng tặng cho đất lúa là chỉ tặng cho những người mà gọi là trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Đấy, mình hiểu một cách nôm na là nông dân đấy, đúng không? Rồi, thứ hai đó là hộ gia đình cá nhân không được chuyển nhượng, nhận tặng cho đất ở nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong khu vực bảo vệ nghiêm ngặt, khu vực phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ hoặc là rừng đặc dụng đó. Đấy, thì đấy là quy định pháp luật. Thì còn nói một cách dễ hiểu thì đối với cả đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thì cũng chỉ tặng cho, hoặc tức là những cái người mà nhận tặng cho đấy, những cái người con đấy
mà muốn nhận thì cũng phải ở trong cái khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đấy, tức là có hộ khẩu hay là thường trú ở đấy đấy. Hiểu một cách nôm na là như thế. Còn những ông ở thành phố thì cũng sẽ không được nhận cái đất mà nó nằm ở trong cái khu vực là bảo vệ nghiêm ngặt phân khu hoặc là phục hồi sinh thái rừng đặc dụng đấy, đúng không ạ? Như vậy thì nhìn chung thì chúng ta thấy được là hầu hết thì đối với các cái trường hợp các con thì đều được nhận cái quyền sử dụng đất, trừ hai cái trường hợp mà tôi vừa chia sẻ ở trên. Vâng, phần này các bạn thấy hiểu không? Hay không? Có vẻ là bắt đầu cũng khó khó rồi đúng không? Bạn nào thấy hay, thấy hiểu thì vui lòng để lại bình luận. Vâng, cảm ơn bạn. Có nhiều bạn gửi lời cảm ơn, có gửi bạn Phạm Kim cảm ơn. Vâng, cảm ơn những cái lời chia sẻ rồi những lời chúc tốt đẹp của các bạn. Hôm nay thấy có vẻ cũng rất là nhiều bạn đã hỏi. Bạn Ngô Thị Thanh có hỏi là cho em hỏi cuốn Cẩm Nang mua bán nhà đất bao nhiêu vậy? Vâng. Đây là cuốn Cẩm Nang mua bán nhà và cuốn Cẩm Nang mua bán đất là sách do tôi viết. Nói chung là với hai cuốn sách này thì bạn có thể là không cần phải quan tâm tới giá, tại vì là nó quá rẻ so với giá trị của nó. Chỉ bằng một cái bữa bạn, một buổi bạn mời bạn đi uống cà phê là bạn có thể là sở hữu được hai cuốn sách này rồi. Mà hai cuốn sách này, Cẩm Nang mua bán nhà, Cẩm Nang mua bán đất này, thì nó có cái giá trị, nó bảo vệ cho cái tài sản nhà đất hàng tỷ đồng của bạn. Cho nên là bạn không nên, không cần phải quan tâm tới giá. Thì nếu mà bạn muốn đăng ký thì ở trong cái phần mô tả video thì có đường link đăng ký, hoặc là ở cái phần bình luận thì cũng có cái đường link đăng ký. Bạn vào đấy bạn đăng ký thì nhà sách Tiki sẽ chuyển tới tận tay bạn, bất kể bạn ở đâu thì nhà sách Tiki sẽ có người đưa tới cho bạn. Vâng, thì có nhiều bạn thì cũng đã để lại những cái câu hỏi rồi, nhưng mà chắc thì để tôi chia sẻ tiếp, sau đó thì tôi sẽ trả lời câu hỏi cho các bạn. Phần tiếp theo thì đó là tôi chia sẻ cho các bạn về cái thủ tục tặng cho nhà đất nói chung, hay là tặng cho quyền sử dụng đất thì cũng vậy, luật thì quy định chung. Thì theo điều 167 luật đất đai thì có quy định như sau: hợp đồng chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì phải được công chứng, chứng thực, trừ trường hợp là kinh doanh bất động sản. Thì như vậy, đó là về cái quy định bắt buộc, tức là hợp đồng tặng cho thì buộc phải là công chứng thì nó mới có giá trị. Đấy, thì cái điều này nó trên thực tế có rất nhiều người bố mẹ là không nắm được cái chỗ này, và đặc biệt theo văn hóa của gia đình Việt Nam thì có rất nhiều gia đình là cái việc mà tặng cho nhà đất thì thường là nhân vào cái dịp giỗ, đúng không ạ, hoặc là cái ngày sum họp của gia đình, thì bố mẹ coi như là tiệc tùng xong thì gọi các con lại và nói là tao cho thằng cả thì cái nhà với cả cái sân, cho thằng út thì cái mảnh vườn đằng sau đấy, thì còn cho mấy đứa con gái là cái thửa ruộng đấy. Thì nghĩ là tuyên bố long trọng như thế và ba mặt một lời các con đều biết rồi, như vậy thì coi như là xong đấy. Nhưng mà rất là nhiều gia đình là tuyên bố như thế tưởng là xong, nhưng mà đến lúc bố mẹ chết đi thì cái thằng út thì nó bảo là làm gì có cái chuyện bất công như thế đấy. Ông cả ông có đóng góp được gì đâu mà ông lại được cả cái nhà, lại cả cái sân, cả cái mặt tiền đường, còn tôi thì được có mỗi cái mảnh vườn đằng sau đấy, lối đi thì nhỏ. Thì không đồng ý, thì lúc này bắt đầu anh em bắt đầu cãi nhau, kiện tụng.
Thế thì trong trường hợp này mà bố mẹ cũng chỉ là cho miệng như thế thôi thì lúc này là coi như là chưa có hoàn thành cái việc là tặng cho theo quy định là phải hợp đồng công chứng, phải sang tên. Đó, thế thì kiện tụng ra thì chia thừa kế. Chia thừa kế thì lúc này là cũng không có di chúc cho nên sẽ chia thừa kế theo pháp luật. Mà chia thừa kế theo pháp luật thì lúc này là về nguyên tắc là lại chia đều. Đấy, chia đều thì là cho hai anh em giai, thì cái cô con gái cô bảo là đất ruộng thì cũng chả có cái giá trị gì, cho nên là về cô ấy cũng phải chia cái đất thổ cư. Đấy, thế là anh em là xào xáo thì kiện tụng thì rất nhiều gia đình là đã bị dính như vậy rồi. Cho nên là có lời khuyên với các bạn là luật quy định là nếu mà tặng cho thì phải thực hiện hợp đồng, ký hợp đồng công chứng cho nó rõ ràng. Bố mẹ muốn cho lúc sống để cho chúng nó chia luôn, để sau này chết chúng nó không đánh nhau, thì là đi ra công chứng, tách thửa, tặng cho nó rõ ràng. Đó. Thế thì việc công chứng thì ở văn phòng công chứng thì hầu hết các cái tỉnh thành, huyện, lỵ bây giờ đều có văn phòng công chứng, thì các bạn ra văn phòng công chứng thì là thuận lợi nhất, người ta có mẫu rồi mình chỉ cần nói là làm hợp đồng tặng cho thì là phòng công chứng họ làm cho thôi. Còn một số những cái bạn mà nếu có ở vùng sâu vùng xa chưa có văn phòng công chứng thì có thể thực hiện cái thủ tục chứng thực cái hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, có thể là có nhà cùng tại Ủy ban Nhân dân xã. Đấy, nơi có đất thì cái thủ tục mà xã người ta xác nhận thì pháp luật quy định nó là chứng thực. Đấy, thế thì hai cái từ nó khác nhau. Công chứng thì có nghĩa là văn phòng công chứng họ làm, còn chứng thực là Ủy ban Nhân dân xã họ làm. Đấy, cho nên là ở đâu mà chưa có văn phòng công chứng thì các bạn cứ ra Ủy ban Nhân dân xã nhờ chứng thực cái hợp đồng tặng cho, thì đó là cái quy định bắt buộc về mặt thủ tục. Vâng, thì tiếp theo sau khi mà công chứng chứng thực quyền sử dụng đất rồi, thì đối với cái việc công chứng ấy, hoặc là đi chứng thực ấy, thì hồ sơ kèm theo thì bước 1 là chúng ta thực hiện thì nó cũng đơn giản thôi. Thì thứ nhất như tôi nói rồi, thứ nhất là phải có sổ đỏ. Thứ hai đó là hợp đồng, đúng không ạ? Thứ hai là chuẩn bị những cái giấy tờ liên quan, ví dụ như bây giờ là căn cước công dân, rồi giấy khai sinh. Nếu mà tài sản của hai vợ chồng thì là có chứng minh là có đăng ký kết hôn. Còn nếu như là vợ chồng ví dụ như là đã chia tay, hay là thậm chí có nhiều người bây giờ là có con nhưng mà không có chồng, thì có giấy chứng nhận là độc thân. Đấy, thì một số những cái giấy tờ như thế thì tùy từng trường hợp thì chúng ta sẽ ra văn phòng công chứng hoặc là tới Ủy ban Nhân dân chứng thực với một số những cái giấy tờ hồ sơ như vậy. Và bước 2 sau khi công chứng chứng thực hợp đồng rồi thì đó là cái bước là nộp hồ sơ để đăng ký sang tên nhà đất cho con. Thì đối với cả cái bước này thì các bạn cần chuẩn bị mấy cái hồ sơ như sau. Thứ nhất đó là sổ đỏ thì đương nhiên là phải có rồi, đúng không? Thứ hai đó là cái hợp đồng tặng cho nhà đất đã được công chứng chứng thực. Thứ ba đó là gì? Đó là cái đơn đăng ký biến động đất đai. Đấy. Khi mà đăng ký sang tên cho con thì phải có cái đơn đăng ký biến động đất đai. Thứ tư đó là cái tờ khai về lệ phí trước bạ. Thứ năm là tờ khai về cái gọi là tờ khai về thuế thu nhập cá nhân. Đó thì đó cần mấy cái giấy tờ mà chúng ta cần làm. Và bây giờ thì để cho các bạn nó dễ gọi là cầm tay chỉ việc các bạn, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn để vào để tải những cái mẫu theo quy định của pháp luật mà tôi vừa chia sẻ. Vâng, có một số bạn thì đang xem ở Facebook cho nên là tôi sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Thì đối với các bạn mà đang xem ở Facebook thì đầu tiên là các bạn cần phải vào YouTube, vào kênh YouTube. Rồi các bạn vào mục tìm kiếm, các bạn đánh hoặc là các bạn tìm hỏi luật sư Đỗ Đăng Khoa, thì các bạn vào kênh YouTube luật sư Đỗ Đăng Khoa. Sau đó thì các bạn vào sự kiện phát trực tiếp. Vâng, và trong cái sự kiện phát trực tiếp thì có rất nhiều các cái video.
phát trực tiếp thì đây, ngày hôm nay thì chúng ta đang có cái video phát trực tiếp là lưu ý khi sang tên nhà đất cho con, các bạn bấm vào. Còn bạn nào kênh này rồi thì các bạn chỉ cần bấm vào cái phần ở dưới cái tiêu đề nó có chữ xem thêm vào để mà mình xem mô tả video ấy, thì đây nó có cái đường link là với cái tiêu đề là lưu ý sang tên nhà đất cho con mới nhất năm 2024 tại cái trang website của luật sư bất động sản.vn này. Đấy. Các bạn bấm vào chữ xem thêm thì nó sẽ hiện ra ở phần mô tả video. Bạn vào đây và nó ra cái bài viết về cái chủ đề ngày hôm nay tại trang website luật sư bất động sản. Thì toàn bộ cái bài viết này thì tôi đã trích dẫn đầy đủ các cái quy định pháp luật mà trong cái chương trình này tôi chia sẻ cho các bạn. Nói chung là tôi là luật sư cho nên là nói có sách mách có chứng, nó phải chính xác 100% các cái quy định của pháp luật để cho các bạn khỏi phải ghi chép. Các bạn nghe xong thì các bạn vào cái bài viết này các bạn xem thì các bạn nhớ lại, các bạn không cần phải ghi chép nữa, các bạn hiểu rồi. Đó, thì ở cái phần mục dưới cùng này thì có đây, có đơn đề nghị đăng ký biến động đất đai này theo mẫu số 09 này, rồi có tờ khai lệ phí trước bạ, có tờ khai thuế thu nhập cá nhân này. Đấy, thì các bạn chỉ cần bấm vào các cái mẫu này thì nó sẽ hiện ra cái file mẫu. Đây, tôi lấy ví dụ trước là bạn bấm vào cái đơn đề nghị đăng ký biến động đất đai này. Đấy, các bạn nhìn thấy đơn đăng ký biến động đất đai chưa? Đấy, thì đây là cái mẫu đơn đăng ký biến động đất đai. Thì mẫu này là mẫu của nhà nước ban hành cho nên chúng ta bắt buộc phải điền vào cho nó đúng mẫu, đúng không ạ? Thì đầu tiên là phần kính gửi à, cái việc đăng ký này thì các bạn sẽ đọc hết tất cả các cái mục. Đấy, các cái mục ở đây các bạn đọc từ đầu đến cuối, đọc hiểu đã xong rồi hãng điền, chứ đừng có điền ngay. Đấy, điền ngay thì nó lại nhầm, đọc hiểu hết. Thì đối với cái phần mà của người đăng ký ấy, thì chỉ ghi ở cái phần 1 này thôi. Còn cái phần 2 là xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã với cả ý kiến cơ quan đăng ký đất đai, ý kiến tài nguyên môi trường là chúng ta bỏ trống. Còn cái mục dưới cùng chú ý này, chữ nhỏ li ti này là người ta hướng dẫn mình để mình điền cái đơn đăng ký này cho nó chính xác. Cho nên mình hãy đọc hết cái hướng dẫn, đọc đi đọc lại. Đấy, đọc đi đọc lại 1-2 lần mình hiểu hết rồi thì mình hãng điền ha. Còn làm thế nào lấy được cái mẫu này thì ở khi các bạn vào cái link này thì nó có cái mũi tên tải cái file này thì các bạn tải về các bạn in ra, đúng không ạ? Nếu mà các anh chị nào mà lớn tuổi thì có thể nhờ con cháu nó vào cái link này rồi nó tải về nó in ra, hoặc là chúng ta tải xuống chúng ta nhờ phòng gọi là văn phòng photo hoặc là con cháu nó đi làm nó in cho. Vâng, thì đấy là tôi đã hướng dẫn và cung cấp cho bạn các cái mẫu đơn đăng ký rất là chi tiết rồi. Tương tự như vậy thì các bạn có thể tải cái mẫu tiếp theo, đó là tờ khai lệ phí trước bạ. Đó, thì đây cũng có mẫu rồi, các bạn cứ bấm vào link là nó ra mẫu thôi. Đấy. Tiếp theo là tờ khai thuế thu nhập cá nhân, để bấm vào link là nó ra mẫu. Vâng, cái phần vừa rồi thì tôi đã chia sẻ cho các bạn về các cái mẫu về đơn đăng ký biến động đất đai, rồi tờ khai về lệ phí trước bạ và tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Thì bây giờ đó là cái phần cuối cùng là trả lời cho cái câu hỏi là thế bố mẹ mà tặng cho con nhà đất thì có phải nộp thuế hay là phí gì không, mà cụ thể là có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay là nộp lệ phí trước bạ hay không. Thì bây giờ là cái câu trả lời cho các bạn đối với cái phần này.
Vâng, theo quy định của pháp luật về cái bước 3 thì sau khi mà nộp hồ sơ xong thì sẽ văn phòng đăng ký đất đai sẽ có cái nhận và sẽ có cái phiếu hẹn. Đấy, phiếu hẹn thì và có cái phiếu trả lời cho các bạn. Thì đối với cái phần về quy định chung thì cái bước 3 này thường là cái bước mà nộp lệ phí, nộp thuế, sau đó thì sẽ nhận được cái sổ đỏ sang tên nhà đất cho con. Tuy nhiên thì trong cái trường hợp mà sang tên nhà đất cho con thì luật quy định về nộp tiền thì quy định như sau. Căn cứ theo điều 4 của luật thuế thu nhập cá nhân cũng như là điều 4 của nghị định 65 năm 2013 thì các khoản thu nhập được miễn thuế thì bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, quy định về pháp luật kinh doanh bất động sản giữa vợ với chồng, cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng, mẹ chồng với con dâu, bố vợ, mẹ vợ với con rể, ông bà nội với cháu nội, ông bà ngoại với cháu ngoại, anh chị em ruột với nhau. Đấy, thì giải thích một cách dễ hiểu hơn, đó là chuyển nhượng tặng cho nhà đất giữa gọi là bố mẹ với các con thì không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, đúng không? Đấy là về mặt chuyển nhượng. Còn như vậy là chúng ta hiểu một cách nôm na ấy, thì con nếu mà được bố mẹ tặng cho nhà đất thì không phải nộp thuế thu nhập. Đấy. Thì tất cả các loại con luôn như tôi vừa đọc. Đấy. Thậm chí là con dâu, con rể, đúng không ạ? Con nuôi, con đẻ thì đều được hết. Đấy, thì đều được miễn thuế hết. Tóm lại là được miễn thuế thu nhập cá nhân nếu mà con cái nhận được cái nhà đất từ bố mẹ, đúng không ạ? Thứ hai đó là về lệ phí trước bạ thì cũng quy định tại cái nghị định số 10 năm 2022 như sau. Nhà đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa vợ chồng, cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng, mẹ chồng với con dâu, cha vợ, mẹ vợ với con rể, ông bà nội ngoại với cháu nội, ông bà nội ngoại với cháu ngoại, anh chị em ruột với nhau. Nay được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở thì tại cái điều 10 tôi vừa trích dẫn thì cũng được miễn lệ phí trước bạ. Đấy. Thì như vậy thì nói chung là bố mẹ mà tặng cho nhà đất cho con thì các loại con luôn đều được miễn lệ phí trước bạ. Như vậy là có hai cái khoản, một là thuế thu nhập và hai là thuế lệ phí trước bạ thì đều được miễn hết, đúng không ạ? Tuy nhiên thì khi mà khai nhận hồ sơ thì theo quy định chung thì vẫn có cái biểu mẫu thì vẫn phải khai nhận và sau đó thì phải nộp kèm cái giấy tờ chứng minh cái quan hệ là bố mẹ. Cụ thể ở đây muốn chứng minh để được thuộc cái diện miễn thuế thì phải nộp theo cái giấy khai sinh, đúng không ạ? Giấy khai sinh thì bao giờ cũng có tên bố mẹ và tên con. Thế thì còn trong trường hợp là con dâu, con rể thì làm sao? Đấy, con dâu, con rể thì phải nộp hai thứ, một là giấy khai sinh, đúng không? Thứ hai đó là giấy đăng ký kết hôn để chứng minh là dâu hay là rể. Đấy, như vậy là có giấy khai sinh, có giấy đăng ký kết hôn để chứng minh quan hệ là con dâu hoặc là con rể. Còn con ruột thì chỉ cần giấy khai sinh. Rồi, con nuôi thì sao? Con nuôi thì pháp luật quy định là con nuôi thì phải thực hiện cái hoạt động là đăng ký nuôi con nuôi. Như vậy thì phải có giấy chứng nhận đăng ký nuôi con nuôi thì mới chứng minh được. Thế như vậy là nếu mà con nuôi thì cần phải có giấy gọi là chứng nhận đăng ký nuôi con nuôi. Với đầy đủ những cái giấy tờ để chứng minh về cái quan hệ như thế kèm với tờ khai, kèm với hồ sơ thì chuyển sang cơ quan thuế. Thì cơ quan thuế lúc này sẽ xác định là
thuộc cái trường hợp là được miễn, không phải đóng. Đấy, và lúc đó thì khi mà có thông báo là thuộc trường hợp được miễn, không phải đóng, thì văn phòng đăng ký đất đai sẽ trả gọi là kết quả, hay nói cách khác là giao lại sổ đỏ mà đã đăng ký sang tên cho các con. Như vậy là hoàn thành ở cái bước 3, đúng không ạ? Như vậy thì tôi đã chia sẻ cho các bạn về mặt thủ tục là nó bao gồm 3 bước. Bước 1 là công chứng, chứng thực. Bước 2 là nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất đai. Bước 3 thì sẽ chuyển sang cơ quan thuế. Tuy nhiên thì trong trường hợp cha mẹ mà tặng cho quyền sử dụng đất cho con thì được miễn thuế. Do vậy thì bước 3 nó là cái bước để nhận kết quả. Và theo quy định của pháp luật thì thời hạn giải quyết cái việc mà thực hiện cái thủ tục sang tên này thì thông thường là hết 10 ngày làm việc. Đối với vùng sâu vùng xa thì đi lại khó khăn thì là 20 ngày làm việc. Như vậy thì thủ tục cũng rất là đơn giản. Và cuối cùng thì đó là lời khuyên cho những ông bố và mẹ mà muốn tặng cho đất nhà cho con trai, con gái hay là con dâu hay là con rể thì hãy thực hiện đúng những cái thủ tục vừa rồi. Còn nếu mà chưa muốn tặng cho lúc sống mà muốn chỉ để lại khi chết thôi thì hãy làm di chúc. Vâng, thì đấy là những cái nội dung chính trong cái chương trình ngày hôm nay. Nếu bạn nào mà chưa đăng ký kênh YouTube Luật sư Đỗ Đăng Khoa thì đăng ký để sẽ theo dõi được những cái chương trình pháp luật của tôi phục vụ cho đời sống của rất đông đảo và người dân tiếp theo. Thì khi các bạn đăng ký kênh thì khi nào tôi có chương trình live như thế này thì tự động sẽ gửi thông báo tới cho các bạn. Các bạn thấy nó phù hợp, thấy nó đúng với cái nội dung mà mình cần quan tâm thì xem. Còn nếu mà nó không cần thiết đối với mình thì thôi, đúng không ạ? Bỏ qua. Và bây giờ thì tôi sẽ chuyển sang cái gọi là bước 2. Đó là, hay nói cách khác là cái phần 2. Đó là trả lời, giải đáp các cái câu hỏi của các bạn liên quan tới pháp lý nhà đất. Vâng, phần này các bạn thấy thế nào? Có hay, có hiểu không? Bạn nào thấy hay, thấy hiểu thì vui lòng để lại bình luận. Nếu mà còn khó hiểu thì tôi sẽ rút kinh nghiệm những cái lần sau. Vâng, bạn Phạm Lợi thì hỏi là em ở Nghệ An thuộc huyện Quỳ Châu, cho em hỏi giá đất ở huyện Quỳ Châu bao nhiêu tiền một mét đất có bìa đỏ vậy? Thật sự bạn Phạm Lợi hỏi vui thế. Làm sao mà luật sư biết được đất ở đấy bao nhiêu mét vuông, một tiền một mét vuông? Hôm nay câu hỏi này là bó tay, không trả lời được cho bạn. Nếu mà bạn muốn xem bảng giá đất của tỉnh Nghệ An thì bạn hỏi Google. Đấy, bảng giá đất của nhà nước nhé. Bảng giá đất nhà nước để tham khảo thì bạn hỏi Google là bảng giá đất của tỉnh Nghệ An. Sau thì Google sẽ có kết quả cho bạn cái đường link xem cái quyết định ban hành về bảng giá đất của tỉnh Nghệ An. Tỉnh nào cũng có bảng giá đất. Thì bạn vào cái bảng giá đất đấy, bạn dò xem là cái huyện Quý Châu của bạn đấy, thì đất giá đất nó như thế nào. Vào huyện rồi thì bạn lại phải dò tiếp đó là loại đất gì, đường nào đấy, rồi vị trí thông thường là đất là nó được phân ra ở trên một tuyến đường thì nó có 3 vị trí. Vị trí thứ nhất là vị trí sát mặt tiền đường, vị trí thứ hai là cách mặt tiền đường là khoảng 100 mét, rồi vị trí thứ ba là cách mặt tiền đường khoảng 200 mét trở lên. Đấy, vì tôi nói ví dụ như thế. Đấy, thì để mà biết được một cái thửa đất theo bảng giá thì nó cũng phải dò như thế, vào tỉnh này, vào huyện này, rồi vào đường này, rồi mới đầu mới dò đến vị trí thì mới biết được giá đất. Còn nếu mà bạn hỏi giá đất thị trường thì tôi cũng bó tay luôn. Thì bạn có thể tham khảo trên cái trang website bất động sản.com, thì bạn vào đấy .vn thì bạn tìm hiểu những cái người ta chào bán ở cái khu vực huyện của bạn, rồi bạn xem giá cả như thế nào, nó có tương xứng với cả cái vị trí của mình không nhá.
Thì đấy là tôi gọi là hướng dẫn cho bạn cái cách để bạn tìm hiểu thông tin về giá đất. Bạn Nguyễn Thế Ngữ hỏi là hàng thừa kế thứ nhất vẫn còn sống tới 5 người, như vậy hàng thừa kế thứ hai có được khởi kiện đòi phân chia nhà đất không? À, bố người này là hàng thừa kế thứ nhất đã chết. Vâng, câu hỏi của bạn Thế Ngữ thì cũng rất là hay. Thì đầu tiên là phải phân biệt thế nào là hàng thừa kế thứ nhất, thế nào là hàng thừa kế thứ hai. Và nguyên tắc áp dụng về chia thừa kế theo pháp luật thì thứ nhất, hàng thừa kế thứ nhất đó là cha này, mẹ này, vợ này, chồng này, con của người chết. Đấy, như vậy là hàng thừa kế thứ nhất nó bao gồm những người như vậy. Thì còn cái người chết đấy thì tùy người. Đấy, có người thì ví dụ người ta chết nhưng mà bố mẹ người ta chết rồi. Đấy, như vậy là hàng thừa kế thứ nhất của người ta chỉ còn có vợ và con thôi. Còn có những người mà cũng chưa lấy vợ, chưa lấy con, chưa có con. Đấy, mà bố mẹ cũng chết trước rồi. Đấy, thế thì hàng thừa kế thứ nhất là không có ai, đúng không ạ? Như vậy là lúc này thì bắt đầu mới tính tới hàng thừa kế thứ hai. Hàng thừa kế thứ hai theo quy định của pháp luật thì sẽ bao gồm ông bà, rồi anh chị em ruột. Đấy, thì đấy là hàng thừa kế thứ hai. Ông bà nội ngoại đấy, của một người và anh chị em ruột của một người thì là hàng thừa kế thứ hai. Như vậy thì nguyên tắc áp dụng pháp luật chia thừa kế ấy, thì quy định đó là gì? Đó là khi mà không còn ai ở hàng người thừa kế thứ nhất thì mới đến hàng thừa kế thứ hai. Như tôi lấy ví dụ vừa rồi là cái anh A này thì anh ấy không vợ, không con. Đấy, anh chỉ có một người em gái thôi. Nhưng mà bố mẹ anh ấy thì lại chết trước rồi mà anh ấy lại có nhà đất. Thế thì lúc này anh ấy chết thì lúc này em gái là hàng thừa kế thứ hai của anh ấy. Đấy, ông bà anh ấy cũng chết rồi. Cái anh A này ông bà chết, bố mẹ chết, vợ con không có. Đấy, chỉ có người em gái thôi thì lúc này mới đến hàng thừa kế thứ hai thì mới được hưởng thừa kế. Và đương nhiên rồi, chỉ khi nào mà hàng thừa kế thứ hai được hưởng, không có hàng thừa kế thứ nhất thì hàng thừa kế thứ hai mới được quyền khởi kiện để chia thừa kế. Bởi vì mình phải có quyền thì mình mới được khởi kiện. Còn nếu mình không có quyền thì không được khởi kiện. Đấy. Thế thì ở đây bạn nói là hàng thừa kế thứ nhất vẫn còn sống tận 5 người thì hàng thừa kế thứ hai thì không đến lượt, không có gì đâu mà kiện. Đấy. Còn tất nhiên cũng có một cái trường hợp theo quy định của pháp luật thì nó gọi là thừa kế kế vị. Thì hàng thừa kế thứ hai thì là cái hàng kế vị ấy, thì có thể là được khởi kiện. Nói ví dụ là ông A và B có hai người con là gọi là anh C và chị D. Rồi hai người con đấy thì lại đẻ ra cháu nữa, đúng không ạ? Đấy, tức là con của CD là cháu, là EF. Thì trong trường hợp là ông A và B này, ông ấy để lại tài sản. Thì cái chị D, chị ấy chết. Đấy, chị chết trước. Chị chết trước thì con chị ấy sẽ được thừa kế kế vị. Cái phần của chị đối với cái tài sản của ông bà. Tức là cháu được thừa kế kế vị cái tài sản của ông bà. Thì trong trường hợp này hàng sau mới được khởi kiện. Vâng, đấy thì trả lời cho bạn Thế Ngữ như thế nhá. Chắc là bạn hiểu rồi đúng không? Bạn nào chưa hiểu thì cứ tiếp tục. Vâng, thì về phần thuế thu nhập với cả thuế lệ phí trước bạ thì là được miễn rồi. Tôi đã chia sẻ rồi ha. Vâng, thì các bạn gửi lời chào tới các bạn đã có lời chào tôi nhé. Nhiều quá cho nên là tôi trả lời câu hỏi thôi. Các bạn nào... Rồi, cảm ơn các bạn đã gửi lời chúc, lời chào.
Bạn Lê Thị Phương Anh có hỏi là sổ đỏ nhà em cấp năm 2008, bố mẹ tách cho con thì giấy tờ gốc là gì, đất ao thì phải làm gì ạ? Vâng, thì chắc câu hỏi này bạn đặt trước thôi, chứ phần vừa rồi thì tôi đã chia sẻ rất chi tiết về cái thủ tục tặng cho rồi, đúng không ạ? Tặng cho mà một mảnh đất mà nó lớn mà tặng cho nhiều người con thì sẽ làm cái thủ tục tách thửa, tức là nộp hồ sơ bao gồm là một cái sổ đỏ, một hai là cái đơn đề nghị tách thửa. Sau đó thì văn phòng đăng ký đất đai người ta sẽ nhận hồ sơ và người ta sẽ thực hiện cái việc đo vẽ theo cái nhu cầu tách thửa của gia đình. Sau khi mà người ta đo vẽ xong, người ta có bản vẽ, người ta xác định nội nghiệp rồi thì người ta sẽ gọi là trả lại cái bản vẽ đó cho mình đi công chứng tặng cho đất cho con. Đấy, thì các bước nó là như thế. Thì trong video thì của kênh thì ở cái phần danh sách phát trực tiếp ấy, thì tuần trước cũng có một cái video về cái thủ tục tách thửa đất. Đấy, thì bạn vào bạn xem chi tiết và bạn lấy biểu mẫu luôn thì cũng được hướng dẫn chi tiết như cái nội dung ngày hôm nay từ A đến Z luôn nhá, bạn Lê Thị Phương Anh. Bạn Nguyễn Phúc có hỏi là đất không có đường đi thì giải quyết sao ạ? Câu hỏi này rất là hay. Có rất nhiều người hiện nay đất không có đường đi. Đất ở thì thường là ở trong làng, trong xóm, trong phố thì có đường đi, nhưng mà đặc biệt là đất nông nghiệp là rất nhiều đất là không có đường đi. Đấy. Rồi có nhiều người thì chia tách thửa rồi cũng không có đường đi. Thì đối với cả luật đất đai cũng như là bộ luật dân sự thì có quy định là cái quyền của những người sử dụng đất đối với những cái đất liền kề, hay là nói một cách ngược lại là hạn chế đối với những người đất liền kề. Thì nói một cách dễ hiểu hơn là nếu như mà đất không có đường đi thì sẽ yêu cầu những cái mảnh đất mà nó bao quanh cái mảnh đất của cái người không có đường đi đấy phải nhượng lại một cái lối đi cho mình phải trả tiền, nhưng mà người ta phải cắt đất để cho mình có đường đi, một cái con đường nào mà nó thuận tiện nhất để ra được cái đường chung, đường công cộng đó, thì luật quy định như thế. Thì tốt nhất thì bước một thì nên là thỏa thuận với cái ông mà mình muốn mở đường qua đất nhà ông ấy. Đấy, thì thỏa thuận với ông ấy là ông ấy nhượng lại cho mình để mà mình trả tiền cho ông ấy. Còn trong trường hợp mà thỏa thuận ông ấy cũng không nhượng, ông không cho đi, không nhường đất để mình làm đường đi đấy. Đấy, không nhường, không nhượng, hoặc là ông ấy bán với cái giá mà nó cao quá mình chịu không nổi, nó phi lý với cái giá thị trường. Ví dụ trên thực tế thì tôi cũng từng giải quyết những cái vụ việc như thế. Ông ấy đồng ý, ông ấy cắt đường đi cho, nhưng mà ông ấy đòi gấp 5 lần giá thị trường. Đấy, và chịu không nổi. Thì trong trường hợp này chịu không nổi thì khởi kiện ra tòa án. Đấy, thì tòa án sẽ xử, tòa án sẽ cho mở lối đi và trả tiền theo giá thị trường. Đấy, thì tóm lại là bước 1 là hòa giải, thỏa thuận, đấy, mua bán cái lối đi. Còn nếu không được thì đề nghị ủy ban, đề nghị tòa án xử, đề nghị tòa án giải quyết. Rồi, bạn Nguyễn Phúc hiểu chưa? Câu hỏi của bạn Phạm Thị Hồng Vân là tặng cho có điều kiện và không có điều kiện khác nhau ở chỗ nào? Câu hỏi của bạn thì nó hơi mang tính chất lý luận chút. Nếu mà bạn hỏi nó rõ hơn trường hợp của mình thì tôi trả lời nó dễ hơn.
Còn theo lý luận của Bộ luật Dân sự thì nó gọi là cái giao dịch có điều kiện và giao dịch có điều kiện hay là tặng cho có điều kiện thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái người cho người ta yêu cầu cái người nhận là phải làm một cái việc gì đấy. Thì đấy nó gọi là tặng cho có điều kiện. Ví dụ như là trong gia đình thì chúng ta thấy được là ví dụ như nói một cách hình ảnh cho bạn dễ hiểu là có hai người con, thì một thằng thì nó không may là nó gọi là tàn tật, thì bố mẹ là cho cái thằng khôn ngoan giỏi giang là nhà đất, nhưng mà kèm theo cái điều kiện là phải nuôi dưỡng cái thằng nó tàn tật đấy. Đấy, thì đấy là điều kiện, nếu mình muốn nhận được cái nhà đất đấy thì phải nuôi em đấy, hiểu nôm na là như thế ha. Lê Văn Giáp hỏi là thủ tục làm sổ đỏ đất ông bà nội để lại cho bố, giờ bố lại để lại cho con theo luật sửa đổi như thế nào? Câu hỏi của bạn thì không rõ ràng lắm. Nếu là thủ tục tặng cho thì tôi đã hướng dẫn ở phần đầu rồi, đúng không? Thì ông bà tặng cho bố rồi thì bây giờ nếu chưa làm thủ tục thì làm thủ tục sang tên sổ đỏ cho bố, đúng không? Rồi bố lại làm tiếp cái thủ tục tặng cho sang tên sổ đỏ cho con. Thì trình tự thủ tục hồ sơ thì tôi hướng dẫn ở phần trên rồi. Vâng, xin gửi lời chào tới tất cả những bạn đã có lời chào, lời chúc nhé. Hôm nay cũng rất là nhiều câu hỏi, đến mấy chục câu hỏi, cho nên là tôi cố gắng trả lời vào các cái câu hỏi, phấn đấu tối đa trả lời đến cho các bạn. Em hỏi mảnh đất bố mẹ em để lại trước năm 80 mà diện tích đất trong sổ đỏ và diện tích đất thực tế không đúng, vậy phần diện tích tăng được tính thế nào? Câu hỏi của bạn cũng rất là hay. Thì cái này luật đất đai đã có quy định về xử lý cái phần diện tích chênh lệch nó không phù hợp với cả sổ đỏ. Đấy, thì hiểu nôm na thì nó có hai loại. Một là ở đây các bạn hiện bạn nói là nó tăng lên. Trong trường hợp mà đơn giản nhất là ranh giới, mốc giới nó ổn định từ năm 80 đến bây giờ mà không có tranh chấp gì cả, không có thay đổi về ranh giới. Thế nào là ranh giới? Ranh giới hiện hữu thì ví dụ như nhà đất ở thôn quê hay trong phố thì các bạn thấy ví dụ có tường rào này, hoặc là có nhà giáp ranh 4-3 bề này. Đó, đúng không? Đấy, thì những cái mà nó đã ổn định ranh giới thế mà ngày xưa chẳng qua là đo sai, đo nó thiếu diện tích thì bây giờ đo lại nó lại diện tích nó tăng thêm, thì trong trường hợp này thì thực hiện cái thủ tục gọi là cấp đổi sổ đỏ mới cho cái phần toàn bộ cái diện tích cho nó phù hợp với cái diện tích của nó, đúng không? Thì đấy là cái điều kiện, một cái trường hợp nó phổ biến. Nếu trong trường hợp này thì nó dễ và rất là thuận lợi. Còn trường hợp mà tăng thêm này lại do là nó lại đồng thời với cả biến động cái danh, ví dụ như là lấn ra đất công hay là lấn ra ao hay là lấn sang nhà ông hàng xóm đấy, thì trong những cái trường hợp này thì có được cấp sổ đỏ cho cái diện tích tăng thêm này không thì lại phải xét xem nó có thuộc cái trường hợp được cấp sổ đỏ hay không. Đấy, thì chi tiết thì bạn cũng vào cái danh sách phát trực tiếp của kênh YouTube Luật sư Đỗ Đăng Khoa, bạn xem. Đấy, có một cái video nói một tiếng đồng hồ về việc xử lý diện tích đất thực tế không đúng với sổ đỏ. Đấy nhá, thì bạn chịu khó bạn xem, bởi vì hàng chục câu hỏi, hàng chục người hỏi, cho nên tôi chỉ dành được cho mỗi người mấy phút thôi. Còn nếu mà tôi dành cho bạn một tiếng thì một là tôi không có hồ sơ, hai là cũng không thể nào mà để những người khác không được trả lời mà một người trả lời hết nhé, các bạn thông cảm. Rồi, cảm ơn bạn Kim Phạm. Rất nhiều người gửi lời cảm ơn. Vâng, thì bạn
Phúc này là câu hỏi của bạn là được trả lời rồi đúng không? Bạn Vi tập làm xoài. Hai chị em đổi đất, chị đất nền, em đất ruộng, chuyển nhượng sao cho đỡ dòng thuế. Thì cái này thì đối với cả đất tặng cho thì cái phần trước tôi đã chia sẻ với các bạn ấy, đối với cái phần thuế thu nhập mà doanh nghiệp thì tặng cho giữa anh chị em ruột với nhau thì cũng được miễn thuế đấy. Cho nên là bạn yên tâm, bạn cứ thực hiện cái thủ tục tặng cho thôi nhé. Cho nên là không có gì phức tạp cả. Thì bây giờ muốn đổi thì cứ chị cho em, chị đất nền thì cho em, còn em đất ruộng thì lại cho chị. Đó. Thì cả hai trường hợp này đều được miễn thuế. Miễn thuế, miễn lệ phí trước bạ như tôi vừa nói. Là có anh chị em ruột với nhau thì cũng được miễn. Rồi. Vâng, cảm ơn bạn Phạm Xuân Mạnh đã có những cái lời chia sẻ rất là tích cực động viên tôi. Không, thật sự ra thì với những cái lời chia sẻ mà động viên của các bạn thì tôi cũng có động lực. Thế còn thật sự như ngày hôm nay là tôi cũng khá là đuối, bởi vì cả ngày hôm nay là tham dự cái phiên xử Vạn Thịnh Phát, tham dự tuyên án từ sáng đến chiều mà đã lỡ lên chương trình live cho các bạn rồi, cho nên là cũng phải gọi là cố gắng cả ngày ngồi tòa, tối lại chia sẻ cho các bạn, vì lỡ hẹn rồi cho nên là tôn trọng các bạn. Đất đã bạn là gì, bạn là Nguyễn Đình Bảo hỏi là đất xã cấp đầu thập niên 80 thì áp dụng luật mới hay luật cũ? Vậy luật sư thì pháp luật thì áp dụng tại thời điểm thì hiện tại bây giờ này, năm 2024 này thì đang áp dụng luật đất đai năm 2013 nhé. Tất cả các trường hợp không phân biệt là đất sử dụng từ khi nào thì đều áp dụng luật đất đai năm 2013. Còn luật đất đai năm 2024 thì đã ban hành rồi, nhưng mà hiện tại thì Quốc hội là đã ấn định là mùng 1 tháng 1 năm 2025 mới áp dụng. Đấy. Còn mới đây thì Thủ tướng kiến nghị áp dụng sớm hơn mùng 1 tháng 7 năm 2004, nhưng mà đấy là mới là kiến nghị thôi chứ Quốc hội chưa thông qua, cho nên là vẫn chốt hiện nay là đang áp dụng luật đất đai năm 2013 trong thời điểm này, còn luật mới thì đến mùng 1 tháng 1 năm 2025. Bạn Nguyễn Thị Hết hỏi là cho em hỏi cha mẹ cho con đất vườn tạp 2 lô nhưng mà không có liền nhau, vậy có được không, đứng tên? Vậy có được đứng tên hai bằng khoán hôn anh? Rồi, tôi hiểu câu hỏi của bạn là cha mẹ muốn cho đất vườn tạp là 2 lô đất nhưng mà nó ở 2 chỗ khác nhau đúng không? Đấy. Thì tặng cho đất ở 2 chỗ khác nhau thì đều được. Để 2 cái vị trí đất khác nhau thì có thể là xin cấp 2 cái sổ đỏ. Rồi tặng cho một người 2 sổ đỏ vẫn được bình thường. Tặng cho bao nhiêu sổ đỏ cũng được. Đấy.
À, bạn Phan Thị Hồng Vân nói là cho tặng con dưới 15 tuổi có được không ạ? Cái câu hỏi này cũng hay phết đấy. Nhiều người nghĩ là không được, đúng không? Bởi vì chưa có đủ 18, chưa có căn cước công dân. Đấy, về cái quyền gọi là quyền sở hữu hay là cái quyền sử dụng đất ấy, thì không có phân biệt tuổi, tuổi nào cũng được hết. Con 15 tuổi chứ con 5 tuổi nó cũng được quyền nhận hết. Đấy. Tất nhiên là đất trồng lúa thì quy định là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì nó bé nó không làm được thì chắc thì sẽ không được, còn ví dụ tặng cho đất ở đất khác thì đương nhiên là được, đúng không? Còn nó ít tuổi ấy, thì bố mẹ sẽ họ sẽ là cái người gọi là người giám hộ, sẽ ký thay con. Thì tóm lại thì bố mẹ tặng cho con mới có 15 tuổi là được, còn thủ tục tặng cho ký hợp đồng thì giám hộ rồi người giám hộ như nào thì bạn cứ ra phòng công chứng người ta hướng dẫn cho ha. Bạn Thìn hỏi là em hỏi nhà em bố đã mất còn mẹ có sổ đỏ trên mảnh đất đó, mẹ và các anh đã đồng ý cho em làm nhà, vậy em hỏi bây giờ mẹ có quyền định đoạt miếng đất mà em đã làm nhà không ạ? À? Câu hỏi này hay ghê ấy. Thực tế là rất nhiều cái trường hợp như vậy, cứ cho đây hiểu nôm na là cho mồm cho miệng đấy, đúng không? Đấy, cho mồm ấy, như tôi kể câu chuyện ban đầu ấy. Đấy, truyền thống của gia đình Việt Nam là giỗ Tết hay là nhân cái dịp cả nhà đoàn tụ là tiệc tùng xong là bố mẹ phán chia đất cho con, chỉ cho mỗi đứa một góc xong rồi tự làm nhà, sổ đỏ thì vẫn đứng tên bố mẹ. Đấy, thì đến lúc bố chết hoặc là cả bố cả mẹ chết bắt đầu mới rách việc, đúng không? Thì trường hợp của bạn cũng vậy ấy. Các anh đồng ý cho em làm nhà, vậy hỏi giờ mẹ em có quyền quyết định đoạt miếng đất của em. Thì về 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 luật ấy, thì về nguyên tắc ấy là đất mà cả của hai bố mẹ đứng tên hay là tài sản chung vợ chồng thì cho dù là mình mẹ đứng tên thì bố vẫn có quyền, mà bố chết rồi thì nó sẽ phát sinh cái quyền thừa kế cho các con và vợ. Đấy, cho nên là mẹ thì cũng có quyền định đoạt cái phần của mẹ thôi. Còn cái phần của bố thì nó sẽ phát sinh cái quyền thừa kế. Thì trong trường hợp của bạn thì gia đình nên thỏa thuận. Đấy. Thỏa thuận lại cho nó rõ ràng, nếu mà cái phần đất của bạn đã xây nhà thì nên là thỏa thuận rồi tách sổ rồi sang tên cho bạn cho nó rõ ràng, còn lại cái phần nào mà mẹ ví dụ như là cho các anh em khác hoặc là như nào đấy thì nên thỏa thuận. Tuy nhiên ấy, thì cái đất của nhà bạn như bạn nói là bụng là đất mà bố đã mất, mà cái đất đấy cũng là tài sản chung vợ chồng thì là phát sinh cái thủ tục là khai nhận di sản thừa kế, thì bạn ra văn phòng công chứng, người ta sẽ hướng dẫn bạn chi tiết. Đấy. Còn bố mất mà không liên quan gì đất đấy là đất tài sản riêng của mẹ thì đương nhiên là mẹ có toàn quyền. Còn nếu mà là tài sản chung thì nó phát sinh quyền thừa kế. Còn anh em đã đồng ý cho thì bây giờ ra khai nhận di sản thừa kế thì chắc là nó cũng thuận thôi, anh em đồng ý cho thì từ chối cái phần đó hoặc là chia tránh cái phần của cho bạn ra nhé, thì chắc là bạn Thìn hiểu rồi đúng không? Bạn Tài Huy hỏi là cho em tôi đi vắng có thể ủy quyền cho tôi ở nhà làm thủ tục chuyển đổi đất trồng cây lâu năm lên đất ở lâu dài được không? À, ủy quyền hoàn toàn được bạn. Làm ủy quyền. Tuy nhiên là cái ủy quyền này là phải được công chứng. Thì tốt nhất là bạn, hai anh em nhà bạn ra văn phòng công chứng làm giấy ủy quyền và nói phòng công chứng người ta làm cho ủy quyền. Ủy quyền thì phòng công chứng người ta chứng thực cái giấy ủy quyền đấy thì là nó hợp pháp và mình bạn đi làm được, không cần phải đến em nữa. Câu này trả lời rồi.
Rồi cảm ơn các bạn đã có những cái lời chia sẻ, những cái lời chúc bố mẹ cho đất nông nghiệp tặng cho nhưng chưa làm bìa nhưng đã làm nhà. Thì giờ làm bìa có khó khăn không? Nói chung là cái này thì thực tế ở hầu hết rất là nhiều những cái địa phương là rơi vào cái tình trạng này. Đất chưa có sổ đỏ nhưng mà đã làm nhà ở rồi, đúng không ạ? Bạn này nói là bố mẹ cho đất nông nghiệp tặng cho nhưng chưa làm bìa. Chưa làm được bìa thì cái này câu hỏi nó cũng chưa rõ lắm là khi bố mẹ tặng cho này là bố mẹ đã có sổ đỏ chưa? Đấy, nếu mà chưa có sổ đỏ, bố mẹ cũng chưa có sổ đỏ nữa thì là phải xin thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu. Còn bố mẹ mà có sổ đỏ rồi, tặng cho bạn rồi mà chưa sang tên cho bạn thì bây giờ bạn làm cái thủ tục sang tên cho bạn. Còn bạn nói là đã làm nhà ở rồi thì làm có khó khăn không ấy, thì cái việc này nó phải rõ ràng. Làm nhà ở mà trên đất nông nghiệp thì chúng ta hiểu một cách đơn giản thì đấy là vi phạm cái việc mục đích sử dụng đất rồi. Cho nên là có nhiều cái địa phương hiện nay là khi mà làm sổ đỏ ấy, thì người ta kiểm tra cái thực tế. Kiểm tra thực tế mà người ta thấy nó vi phạm, người ta yêu cầu là xử phạt hành chính, rồi buộc tháo dỡ công trình, rồi người ta mới cấp sổ đỏ. Thì đấy là cũng có một số địa phương người ta làm căng là người ta làm như vậy. Còn cũng có một số địa phương thì người ta cảm thấy cái việc xây dựng đấy nó phù hợp với quy hoạch thì người ta không làm căng thì người ta vẫn cấp sổ đỏ cho. Ví dụ như là đất nông nghiệp nhưng bây giờ nó là có quy hoạch đất ở rồi. Đấy, thì đối với cái câu hỏi của bạn thì tôi cũng trả lời định hướng như vậy thôi. Nên là tóm lại là khó hay không là nó phụ thuộc vào chính quyền ở nơi bạn và phụ thuộc vào quy hoạch, sự phụ thuộc vào cái mức độ mà mình vi phạm nó như thế nào. Vâng, câu này của bạn trả lời rồi đúng không? Bạn hết. Đất ruộng có được chuyển đổi trực tiếp lên thổ cư hay phải chuyển sang đất thổ canh rồi mới sang đất thổ cư? Thổ canh, rồi đất ruộng, rồi thổ cư. Toàn là những cái từ Hán Việt, các cái từ gọi là dân dã, dân gian. Pháp luật thì có hai khái niệm thôi, một là đất nông nghiệp, hai là đất ở. Thì đất nông nghiệp thì chuyển sang thành thẳng sang thành đất ở được, bất kể là loại đất nông nghiệp nào, không cần phải đi lòng vòng, chuyển một phát sang đất ở được với hai cái điều kiện. Một là có quy hoạch là đất ở, thứ hai đó là đã có kế hoạch sử dụng đất là đất ở. Và thứ ba đương nhiên rồi là muốn chuyển sang thổ cư thì đất nông nghiệp phải có sổ đỏ rồi. Đấy. Còn chi tiết thì bạn vào trong kênh cái danh sách phát trực tiếp ấy, có một cái video chuyên sâu về thủ tục lên đất thổ cư. Đấy, bạn xem nhé. Thì cái video đấy cũng nói một tiếng rất là chi tiết, kể cả là trình tự thủ tục form biểu mẫu như nào, tính tiền ra sao. Các bạn vào đấy các bạn xem ha. Bạn Nguyễn Cường hỏi thăm về luật đất đai sang tên cho người nước ngoài, sang tên cho người nước ngoài hoặc em đứng tên đất có được không? Người nước ngoài, cảm ơn. Sang tên cho người nước ngoài hoặc em đứng tên đất có được không? Cho anh miếng nước. Bạn Cường Nguyễn, câu hỏi của bạn là không có rõ lắm. Bạn Cường Nguyễn có thể hỏi lại cho nó rõ hơn.
Nhiều câu hỏi ghê. Bạn Đoàn Giang có hỏi là cho em hỏi mẹ em mất không để lại di chúc, gia đình có 4 chị em, vậy cho em hỏi ai là người được thừa hưởng ạ? Rồi, câu hỏi của bạn thì như phần đầu tôi cũng đã chia sẻ đấy, hàng thừa kế thứ nhất của một người khi chết thì sẽ bao gồm cha, mẹ, trong trường hợp của bạn là chồng và con. Đấy, thì nếu mà không để lại di chúc thì chia đều cho cái hàng thừa kế thứ nhất, thì bạn kiểm tra lại xem ông bà của bạn nếu mà còn, bố bạn mà còn thì cũng được chia phần cùng với 4 chị em. Đấy, còn đâu chỉ có 4 chị em thôi, còn những người kia cũng không có thì 4 chị em được hưởng theo gọi là 4 phần bằng nhau. Đấy, thì đấy là luật nha. Đưa cho anh cuốn thừa kế. Rồi, hôm nay thì cũng nhiều câu hỏi về thừa kế. Thì nếu mà bạn nào thật sự là muốn tìm hiểu về thừa kế thì nên tìm đọc cái cuốn sách này. Cuốn sách Thừa kế tài sản nhà đất, cách chia di sản, thấu tình đạt lý này là có hết tất tần tật kiến thức, kinh nghiệm, thủ tục về thừa kế đất đai, nhà cửa nhé. Các bạn vào cái bấm vào chữ xem thêm mô tả ở dưới cái video, rồi các bạn bấm vào đăng ký cái đường link vào cái cuốn sách này và nhà sách Tiki sẽ chuyển tới tận nhà cho các bạn. Đấy, thì nếu mà các bạn muốn tìm hiểu về thừa kế. Bạn hỏi là bạn Thanh Dương hỏi là đất gì đấy, cơ sở sản kinh doanh sản xuất đã xây nhà ở 2013 nhưng mà chưa có bìa đỏ, giờ có làm bìa đỏ được không? Và xây nhà năm 2013 thì là tại thời điểm này thì chưa làm được, xét về mặt thời điểm thì bạn phải đợi luật đất đai năm 2024 nó có hiệu lực. Đấy, hiện tại thì đang quy định là mùng 1 tháng 1 năm 2025 thì cái trường hợp của bạn mới được xem xét đối với các cái thời điểm trước ngày mùng 1 tháng 7 năm 2014 thì trường hợp của bạn mới bắt đầu được xem xét nhé. Đấy, còn được hay không thì nó còn kèm theo các cái điều kiện khác nữa. Chứ còn thì một cái điều kiện là sử dụng từ năm 2013 không đủ. Thì chắc bạn đợi đến cái tầm gần đấy tôi sẽ làm một cái video về luật đất đai năm 2024. Bây giờ thì nó chưa có hiệu lực nên tôi chưa làm. Bạn Thành Trương hỏi công chứng tặng cho nhà đất ở tỉnh khác có được không? Thì pháp luật quy định là công chứng là phải theo tỉnh thành nơi có đất, cho nên là sẽ không được. Còn trong trường hợp của bạn ấy, thì phải ký công chứng tại cái tỉnh nơi có đất nhé. Bạn Lê Thúy có hỏi tặng cho con gái một phần thửa đất thì mất bao nhiêu tiền? Phần trên tôi chia sẻ cho bạn rồi, nếu mà bố mẹ tặng cho nhà đất cho con thì không mất thuế thu nhập và cũng không mất thuế, không mất lệ phí trước bạ, tóm lại là được miễn cả hai. Tặng cho toàn bộ hay một phần thì cũng giống nhau. Cho em hỏi, em mua một mảnh đất từ năm 2022 đặt cọc 100 triệu. Em muốn cọc thêm 100 triệu nữa thì phải làm thủ tục như nào cho chắc?
đặt cọc thì nếu mà bạn muốn hỏi thế nào cho chắc thì bạn phải chia sẻ cái nội dung, cái pháp lý của cái thửa đất, rồi cái hợp đồng bạn đặt cọc bạn đã ký như thế nào, thì lúc đấy tôi mới đánh giá được là nó đã chặt chẽ, nó đã an toàn chưa. Chứ còn bạn hỏi chung chung này thì rất là khó trả lời nhé. Rồi, muốn mà biết, muốn làm, muốn đặt cọc hay là muốn ký hợp đồng đặt cọc thế nào cho nó chắc chắn, thì thứ nhất là phải biết là cái hồ sơ pháp lý của thửa đất, thứ hai là phải đàm phán được đấy, các cái bước tiến hành tiếp theo sau đặt cọc là gì. Cho nên trường hợp của bạn mà muốn tư vấn thì phải gửi hồ sơ và thì mới tư vấn được. Bạn ở nước ngoài mà mẹ muốn sang tên cho em thì có đứng tên được không? Em hỏi em ở nước ngoài, nếu mẹ em sang tên cho em thì có được đứng tên không? Nếu mà bạn ở nước ngoài nhưng mà bạn vẫn là người Việt Nam thì bạn vẫn được quyền nhận chuyển nhượng tặng cho, quyền sử dụng đất bình thường như công dân Việt Nam ở trong nước nhé. Còn tất nhiên là trừ trường hợp như tôi vừa nói, là riêng trường hợp mà đất trồng lúa thì phải ở quê thì mới được nhận tặng cho. Ngoài đất trồng lúa ra thì các loại đất khác thì đều được. Bạn tình yêu à? Gửi lời cảm ơn. Vâng. Rất nhiều bạn gửi lời cảm ơn, lời chúc, lời động viên. Xin cảm ơn các bạn. Nga Nguyễn nói là đất 50 năm thuộc rừng trồng có được lên thổ cư hay không? Thủ tục như thế nào? Nhiều người hỏi về thủ tục lên đất thổ cư, cho nên là ở trong kênh có cái video là thủ tục lên đất thổ cư á. Bạn Nga Nguyễn vào kênh luật sư Đỗ Đăng Khoa, danh sách phát trực tiếp. Ngày hôm nay cái video đấy cũng lên 350.000 lượt xem rồi, nên bạn vào đấy xem nhé, chi tiết lắm. Minh Trần hỏi là nhà có ba anh em mà người em mất trước mẹ, còn hai người con thì người chết có được thừa kế. Nhà có ba anh em mà người em mất trước mẹ, còn hai người con thì người chết có được thừa kế không? Thừa kế là chuyển giao cái quyền sở hữu của một người chết cho người còn sống. Do vậy là chỉ có ông nào sống thì ông mới được hưởng cái thừa kế thôi. Còn lại chết trước cả người chết thì ví dụ như ở đây nói là em chết trước mẹ mà mẹ chết sau thì đương nhiên là làm sao mà chết trước thì hưởng được thừa kế của mẹ. Đúng không? Thì thừa kế là chuyển giao tài sản của người còn đã chết cho người còn sống mà, thì phải sống thì mới được hưởng. Còn có thừa kế kế vị cho con cái thì nó hơi lòng vòng, giải thích hơi lâu. Chào luật sư, mua bán đất giấy tay năm 1996 đã xây nhà trên đất, giờ làm sổ đỏ có được không? Có làm khó khăn không? Những câu hỏi về làm sổ đỏ, về mặt thời điểm giấy tay 1996 thì cũng đủ điều kiện đấy. Bởi vì luật đất đai hiện hành thì quy định những cái trường hợp mà gọi là sử dụng đất không có giấy tờ ổn định từ trước ngày 1/7/2004 đến nay thì cũng là đủ cái điều kiện về mặt thời điểm để mà cấp sổ đỏ. Tuy nhiên thì nó cũng còn các cái điều kiện khác nữa, như là điều kiện là không có tranh chấp, không vi phạm pháp luật đất đai, phù hợp với quy hoạch. Đấy, thì bạn vào cái video là thủ tục xin cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ. Cái trường hợp của bạn giấy tay thì tôi hiểu là loại đất không có giấy tờ. Đấy, thì bạn xem rồi, hoặc là thủ tục cấp sổ đỏ mới nhất.
thì rất chi tiết luôn. Bạn phải xem cái video đấy rồi bạn mang hồ sơ của bạn ra, bạn đối chiếu xem có đáp ứng được không. Ui, sơ sơ nhiều câu hỏi quá. Bạn Nguyễn Trần hỏi tôi có mảnh đất 1.000 mét vuông có 300 thổ cư, tôi dự định làm di chúc cho hai con đồng sở hữu, vậy sang tên như thế nào? Cảm ơn. Làm di chúc cho hai con đồng sở hữu sang tên như thế nào? Đấy, câu hỏi của bạn Trần Nguyễn thì giống như cái phần đầu ấy tôi đã phân tích rồi, các bạn phải hiểu rõ là di chúc là để lại thừa kế, còn tặng cho thì là lúc còn sống, còn đâu mà di chúc thừa kế là lúc chết. Đấy, do vậy là ở đây bạn vừa hỏi là di chúc cho hai con đồng sở hữu thì lại vậy khi sang tên như thế nào, nó bị lẫn lộn. Đấy. Nếu mà di chúc mà muốn lập di chúc để cho hai con cùng gọi là cùng được cái quyền sở hữu sử dụng chung thì cứ lập di chúc chung cho hai đứa, thì sau này chết rồi thì nó căn cứ vào cái di chúc đấy thì hai đứa nó làm thủ tục cấp sổ sang tên sổ cho chúng nó. Đấy, nhưng mà phải lúc chết thì nó mới sang tên sổ được cho chúng nó dựa vào di chúc thì nó sang tên được. Đấy, sau khi mà chết mà bố mẹ chết thì con cái nó sẽ mang cái di chúc đó đi, nó làm thủ tục để sang tên nhé. Còn nếu mà muốn tặng cho lúc còn sống, tặng cho luôn bây giờ mà tặng cho đồng sở hữu thì đi ra văn phòng công chứng làm hợp đồng tặng cho cả hai đứa đứng tên. Đấy, thì Nguyễn Trần phải hiểu cả hai cái khái niệm đó nhé. Bạn này kinh nghiệm. Tôi mua một khu đất trong đó có 300 vuông đất thổ cư nhưng vẽ lâu, bây giờ muốn vẽ lại có được không? Vâng, được ạ. Nếu mà bạn muốn thì bạn làm thủ tục xin cấp đổi sổ đỏ. Rồi cấp đổi sổ đỏ, trong đó là có cái nhu cầu cấp đổi là do cần phải cập nhật cái bản vẽ mới. Nguyễn Thị Minh Kiều, Huỳnh Thị Minh Kiều cho em hỏi mua lô đất viết tay từ năm 2011, nguồn gốc đất khai hoang từ năm 73, đất này nằm trong diện giải tỏa, vậy có được đền bù không? Một buổi tối đầy đủ các chủ đề từ làm sổ đỏ cho đến thừa kế cho đến đền bù cho đến tặng cho. Vâng, thì trả lời cho bạn Minh Kiều, về quy định pháp luật thì cái điều kiện để được bồi thường đền bù khi mà nhà nước thu hồi đất thì nó bao gồm là điều kiện số 1 đó là phải đất có sổ đỏ, số 2 đó là đất chưa có sổ đỏ nhưng mà đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ, có nghĩa là cái thửa đất đấy nó hoàn toàn đủ điều kiện được cấp sổ đỏ rồi nhưng mà vì chưa làm thôi thì cũng được bồi thường. Thì trong trường hợp này bạn nói là mua giấy viết tay từ năm 2011, rồi nguồn gốc là đất khai hoang từ năm 1973 thì về mặt thời điểm sử dụng đất thì nó đủ điều kiện đấy. Nhưng mà còn các cái điều kiện khác như là không vi phạm pháp luật đất đai, không lấn, gọi là không tranh chấp, được Ủy ban Nhân dân xã xác định, xác nhận thì nó còn kèm theo các cái điều kiện đó nữa. Thì bạn có thể bạn vào cái video về bạn là mua lô đất viết tay, nguồn gốc đất khai hoang này, thì bạn vào cái video là thủ tục cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ nhé. Bạn đang xem ở Facebook thì bạn vào kênh YouTube luật sư Đỗ Đăng Khoa, rồi bạn vào cái danh sách phát trực tiếp, rồi bạn xem cái video về cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ, bạn kiểm tra lại cái trường hợp của mình. Nếu như mà
bạn đủ điều kiện để cấp sổ đỏ thì sau này sẽ thu hồi đất sẽ được bồi thường y như là đất có sổ đỏ. Đấy. Thế thì đấy là nguyên tắc thì bạn phải kiểm tra lại. Vâng, thì còn rất là nhiều câu hỏi nữa, nhưng mà thật sự là hôm nay thì thời gian cũng muộn rồi, chắc là cũng phải còn đến chục câu hỏi nữa, thì tôi xin nợ lại các bạn vào các cái buổi live sau, thì các bạn nếu mà chưa được trả lời thì các bạn có thể là đăng ký kênh YouTube Luật sư Đỗ Đăng Khoa để các bạn theo dõi các cái chương trình live tiếp theo. Các bạn vào sớm lúc 8 rưỡi các bạn đặt câu hỏi đầu tiên thì tôi sẽ trả lời cho các bạn vào cái buổi lần sau. Rất xin lỗi các bạn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.